nhỉ? Chuẩn bị còn là được ra trường rồi. Bạn vì sao đi làm cái gì? Chả biết nữa. Không biết à? Mình dạo này đang theo dõi cái thầy thằng thầy gọi là thầy Lộc Phụ Hồ đấy. Lộc Phụ Hồ luôn. Lộc Phụ Hồ đấy, thầy bảo là đi Phụ Hồ tháng gọi là một ngày gọi là 1 triệu ấy. Ngày 1 triệu để đi cướp ra à? Không, thầy nói cũng đúng thật, một ngày 1 triệu bây giờ nhiều nhiều bạn đang học thầy lắm. Bạn có học với mình không? Học gì ngày 1 triệu để cướp ra à? Đi học phụ học thì xong rồi để đi phụ hồ đấy, Làm gì không làm đi làm phụ hồ. thì làm phụ hồ thì nhanh Nhanh ấy, giàu à? nhanh giàu, tháng gọi là gì 30 triệu, 30 ngày 30 triệu, Ôi rồi. triệu một ngày. Thế thì chủ thầu nó móm à? Cái này thì cũng không biết. Ngày 1 triệu. Ngày được triệu đỡ phải vất vả, Ui rồi. thì có cái bằng của thầy Lộc đấy, đi còn này thì Bắc cũng được này, đi vào Nam cũng được này, đi Hà Nội ở Sài Gòn hay này đi đâu cũng được, người ta cũng nhận. Cứ có cái bằng của thầy Lộc Phụ Hồ là đi đâu người ta cũng nhận. Bây giờ bạn có đi học với mình không? Học online mà, Con này thấy học online không? Ờ. đi bạn này, đi vào đây với mình. Gọi này thì hôm nay gọi này thì thầy Lộc thầy đang gọi là dạy online đấy. Để một chuẩn nữa. Thầy Lộc thầy bảo là có bằng là thầy chịu khó học thì đi đâu cũng cũng có người ấy đấy. Rồi nhanh Nên bạn không phải sợ, bạn cứ học đi. rồi nhanh Rồi nhanh nhá. Lộc Hồ. Bạn mà không chịu học thì đó. Các em đi phụ hồ, các em sẽ mua được cái iPhone 11, iPhone 12 như thầy cho các em coi. Lương có chỗ thầy cao lắm, những chỗ khác trong Sài Gòn cũng cao lắm. Các em mà đi làm khối lượng á, có khi một ngày 1 triệu cũng có nữa. Giờ các em làm văn phòng đi, tháng 5 triệu cho nhiều. Thầy chứ hay quá nhỉ. Thầy nói chuyện hay mà. Em nói chuyện cái kiểu đó gì em? Em nói bậy bẹ rồi, cái em chi nè, em học keo rồi sao trời. Ở nhà em là con gái Úc á. Bạn cố mà học đi. Chào ngô coi sáng nha, chia sẻ cho nó thôi đi. Bây giờ này chữ Hiểu chuyện hay hết thế nhỉ. Này chỉ dắt xe măng nè. Đấy, thầy đang chỉ đến để bác xi măng rồi đấy. Nhìn cái kìa. 50 ký em ơi. Thầy chỉ cho các em con trai nè, biết chuyên năng nè, nó đỡ mệt nè. Cố mà học đi, thầy dạy cho. Bạn này đây là lần đầu tiên mình học mấy mấy khóa mấy hôm cả thầy ở đấy học việc mấy hôm rồi thế thì mình vẫn chưa biết trộn bữa này này. Thế bảo sao thầy gọi là hôm qua không gọi là ấy không không gọi là mình nên kiểm tra, mình chưa biết làm, bây giờ vẫn còn chưa biết trộn bữa. Thầy giáo ấy tốt lắm, thầy giáo ấy bảo là gì cố mà học đi, thầy giáo cho cái bằng bằng đâu là phụ làm hồ, không được phụ chính hồ luôn thôi. Thợ chính đây này, học sinh là thầy gì, thầy Lộc Phụ Hồ nha. Mình xem thầy Lộc Phụ Hồ chỉ lại làm sợ xây nào, quên Phụ Hồ thợ thì có thầy trên thợ. Nếu có một mình nha các em, thầy nghĩ nè. Các em đỡ đấy, xem nha. Xem thầy giáo kìa. Ủa? Đấy. Ai à? Các em thấy phải không? Thầy giáo siêu không? Trời ơi. Thầy bị ấy mắt rồi. Cái thầy dữ vậy chứ. Mấy cái thông cái này.
xây cái này. Nó bay vô mắt thì làm sao? Ui. Thầy bây giờ em xây nhá, thầy nhá. Thầy em xây. Thầy dùng hết sức lực, thầy cho các em luôn, các em mở cái kim cho cổ tăng cái khăn đâu. Cố gắng lấy triệu một ngày để lấy tiền về để nuôi vợ nuôi con. Nó học ý cho thầy á, mấy em này cũng vậy nè. Cái kia nhìn thầy gì ạ? Thầy ơi em ế. Không gì hết một chữ. Thầy ơi nhìn thầy à. Cái rồi học được không thầy? Ế thì cầm điện thoại theo ta thầy đi. Một mấy mỗi thì mấy cái bạn thì mắc cười quá. Thì kim vô mày. Mấy em hôm nay rất là trống học ý đái. Mấy bạn ý thì bảo sao thầy không yêu, không sợ ấy. Ôi ở bạn ý, cái bạn không biết xây, bạn học thầy mãi rồi mà bạn không biết ấy à? Đấy, đấy, đấy bạn ấy thế này này. Em đỡ bạn xem này. Đấy. Bạn ấy bạn đi học bạn toán xin thầy giáo đi ít đi cả nhắn tin với cả bạn gái thì bảo sao? Em hiểu không? Đấy. Hiểu mà thầy cho thầy đi. Đó. Còn con trai nãy thầy đã chỉ rồi đó. Còn con trai rất là dai, nó đỡ mỏ xong này kẹp nắp, nói chung là nó rất là khỉ nha các em. Ui thầy giáo một mình bê được bao xì. Thầy lại. Ui thầy nọc của khác. Nọc nè. Bây giờ thầy chỉ nè. Mấy em này nhớ hãy kỹ cho thầy á. Nói chung là thầy làm cái này á, thầy bịt mặt lại, thầy chưa thở không não nên các em thông cảm nha. Thầy hít thở vô rồi. Thầy ghiền cái mùi xi măng luôn rồi các em à. Các em hút cái gì cho ghiền cho thầy hút xi măng thầy ghiền lắm. Thầy cho em hỏi em xây thế này được chưa? Tới con cặt dữ vậy thầy. Dạy thầy, thầy là bậy thế. Thầy muốn bậy để cho em, lớp của thầy. Em làm muốn bậy á. Thầy bắt lên phòng gì mà quýnh nè. Phòng gì? Đó. Đấy bạn này nhìn là mình xây này. Không. Bạn đưa cho mình cái thước cái thầy giáo thầy nồng thầy vừa hôm qua thầy dạy rồi. Đây này để phải đẹp thế này này. Bao giờ kiểm tra một tiết thầy sắp chưa? Ui chà. Đẹp thế. Đẹp chưa? Thầy nồng thầy hôm qua thầy bảo đấy. Sao thầy hôm nay dậy ít thế nhỉ? Thầy bây giờ đi chơi vợ rồi. Hôm nay thầy đại rồi, xin đi với mình rồi. Trộn lên thế này này. Đấy, thế. Thế Lộc thấy thầy dậy siêu lắm. Chữ thầy, cái nào chữ thầy là chữ thầy. Em muốn ăn là thầy của thầy hả? Chữ thầy á, thì thầy không bao giờ cho ai ăn lại đâu nha các em. Thầy đẹp trai quá, mất tập trung thật. Em đừng có nhìn cái mặt của thầy. Chân thầy ở. Mấy bạn thấy thầy đầy quá. Thầy ơi thầy lộc phù hồ. Thầy đẹp trai quá. Thầy lộc phù hồ đẹp trai còn gì bạn đâu. Thầy không sợ nó phải. Thầy không đẹp trai bạn đâu. Thầy đã biết thầy đẹp trai rồi mà. Nhiều khi nhìn thầy nhìn đâu luôn á. Thầy nói cái thầy đi xe được rồi. Thầy ngu mà sao đẹp trai dữ dằn vậy. Nhiều khi thầy không nhận cái thầy luôn á. Nhiều khi thầy đi cho heo ăn á, heo mà nó còn thương thầy nữa mà heo hiểu rồi đó. Thầy không phải nói dốc đâu. Thầy dạy học như này em nhìn thầy đẹp trai quá. Thầy đã nói bao nhiêu lần thầy dạy, thầy lại dạy học. Nhưng mà các em thầy
Thầy bao giờ tặng cho em cái bằng đấy? Bạn ơi, bạn ơi, bạn, mình có thì bằng của thầy Nộc phụ hồ rồi. Vừa mới học xong rồi các bạn rồi. Ờ. Bạn học trước rồi. Mình ấy vừa nãy có thì một người người ta gọi điện bảo là có một cái bưu điện, à bưu phẩm. Chắc là thầy Nộc phụ hồ tặng thì bằng cho mình hay sao? Vừa mới học xong rồi, bằng rồi, nhanh thế. Tại mình gọi này chăm chỉ, mình hôm nào mình cũng phải gọi là gì xem này, thầy Nai Chim với cả gọi là gì xem thầy gọi này thì dạy học đó ấy, bạn có thế không? Không. Thế thì để mai mình với cả bạn sẽ đi ra lấy cái bằng của thầy Nộc phụ hồ nhá. Bằng luôn. Có bằng mà, bằng chứng chỉ luôn của thầy Nộc phụ hồ luôn, nếu mà gì cái bằng ý đi gọi là gì Bắc Trung Nam hay là đi Sài Gòn hay đi Hà Nội chỗ nào người ta cũng nhận. Còn lại chính cái bằng thợ phụ. Mình cũng không biết. Tại bạn không chịu gọi là ấy. Học hai buổi thầy bạn cho mình cái bằng gì cả. Bạn không chịu học thì nếu mà mai mình lấy được bằng mình sẽ thì mang sang cho bạn ấy xem cùng nữa. Ok. Ừ, thế bạn phải cố gắng lên nhé. Học thầy học thầy nhiều vào thì mới có bằng được. Không cả ơi thì bạn này lười học ơi, thầy giáo không cho bằng đâu. Bằng ấy đi đâu cũng có tiền đấy, tháng gọi là một tháng gọi là gì một tháng 1 triệu đấy. Ừ. 3 tháng 30 triệu đấy, nhanh mua được ô tô lắm. Ok bạn nhớ nha, đây là mình chỉ khoe bạn thôi, cho bạn này nỗ lực lên.